đảm bảo an toàn tài khoản, tôi sẽ sử dụng một chiếc ách phụ của mình. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã một lần xem phim này. Chứ, được, tôi sẽ cho bạn xem một đoạn trailer. Thu sang rồi em thấy không, em đi rồi anh cứ mong chờ. Wake up, I'm wake up. Tiếng vỡ tan cơn mê màng đánh thức nơi thiên đàng anh mơ. Và hôm nay, tôi sẽ bóc phốt nó. Chuyện cụ thể như nào, hãy cùng tôi xem hết nhé. Đây chính là cái trailer chính của nó. Và bây giờ tôi sẽ hành động. Bây giờ tôi sẽ dùng ách mình để đồng tình. Nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác gì cô đang xúc phạm những người đã làm ra nó vậy. Anh yên tâm đi, mọi kế hoạch tôi đã chuẩn bị rồi. Đảm bảo 100% không bị chửi. Nếu có thì tôi chửi lại. Ok thì video đến đây là kết thúc. Goodbye cả nhà nha.